Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm. Hôm qua thì sau chuyến khám phá trở về thì mình có nhặt được một cái quyển sách sửa chữa nè. Cái quyển này trong tương lai thì mình sẽ ép vô một cái cúp xịn hoặc là cái kiếm xịn nếu như mình sở hữu ha. Còn công việc hiện tại thì mình sẽ thử gắn cái yên lên người của em rồng coi. Tại vì hiện tại em rồng mình cũng lớn hơn được một xíu rồi nè. Mà chưa biết là có gắn được cái yên vô chưa nữa. Để bây giờ mình sẽ thử nha. Ủa? Bây giờ tới giai đoạn này em rồng đã có thể gắn được cái yên rồi. Yeah, và chúng ta có thể cưỡi em rồng và bay trên bầu trời rồi đó. Em rồng, hôm nay mình sẽ thử tập bay cho em rồng nha. Bay. Ui ui ui, thành công rồi. Và vừa lọt qua cái khe này luôn. Đập cánh mạnh lên em, mạnh lên, bay lên. Ui da, bay không nổi hả? Cố lên em, cố lên. Yay, thành công rồi. Em rồng đã bay vượt khỏi những cây cột bắt ngang ngôi nhà của mình. Tốc độ thì hiện tại chưa có nhanh lắm. Trời ơi, sao mới bay xíu là đáp rồi. Bay lên nữa đi, cao lên nữa, cố lên. Yay, tốc độ và cái khả năng bay ngày càng tiến bộ rồi nè. Được á, nhưng mà bay cái này mình điều khiển hơi khó nha. Thực sự là hơi khó điều khiển. Muốn đáp xuống thì cắm đầu xuống là được đúng không? Ok, hiện tại thì em rồng mình khá là lớn rồi, nên chắc mình sẽ cho ra ngoài ở một thời gian nha. Nếu mà có nhiều thời gian thì mình sẽ xây cho em rồng một cái chỗ ở riêng. Tại vì trong nhà mình bây giờ không có để em rồng ở được rồi. Khá là tiếc ha. Rồi, trước mắt thì để em rồng ở đây canh nhà giùm mình. Xong một chuyện. Chuyện thứ hai đó chính là về cái ba lô này. Hôm qua thì mình chế tạo xong và mình cũng được một vài bạn fan chỉ mình là mình có thể nâng cấp cái ba lô này để tăng sức chứa nó lên. Thế nên bây giờ thì mình sẽ tiến hành nâng cấp lên luôn. Mình sẽ cần có thêm sắt đó. Và mình sẽ bao bọc nó lại. Giống như vậy là mình được một cái ba lô bằng sắt rồi nè. Iron Backpack. Xong, mình sẽ mở lên. Đấy, nó to một xíu và nó có tới 2 ô nâng cấp luôn. Và chắc mình sẽ nâng nó lên thêm một bậc nữa. Đó chính là bằng vàng ha. Ba lô bằng vàng luôn. Đó. Cái móc ở bên ngoài nó đã được đổi bằng vàng rồi nè, thấy không? Rất là xịn ha. Và bùm, siêu to khổng lồ. Chiến này thì tha hồ mà cất đồ trong chuyến khám phá luôn. Quá dữ, quá dữ. Rồi, giờ thì mình phải giữ lại cái ba lô này trước rồi đó. Bỏ vô đây. Xong, giờ thì còn một chuyện nữa là chuyện vũ khí. Mình có một thanh kiếm nhưng mà hôm qua mình không có enchant được dòng ưng ý cho lắm. Hôm nay mình muốn thử vận may mình một tẹo nè. Một cái xẻng trầm hỏng luôn hả ta. Thích vậy, thích vậy. Ok cúp của mình hôm qua chỉ có trầm hỏng thôi đúng không? Mình muốn đổi dòng enchant cho cây cúp này để coi coi. Vẫn là trầm hỏng. Không biết là nó có cho thêm dòng gì khác hay không, mình sẽ thử enchant ha. Đấy rồi, hiệu suất 4, ven mái nén luôn. Ui, cái giọng này hình như là chuyên để đi đào mỏ này ha. Ven mái nén, một xíu mình sẽ test thử luôn ha. Kiếm sắc bén 3. Mình 7 sức tấn công. Ok, mình sẽ ép luôn sắc bén 3 nhá. Hy vọng là nó sẽ lên cỡ 9 đam là vừa rồi đó. Rồi, chuẩn luôn. Và có đúng sắc bén, không có thêm một giọng nào khác. Su thiệt sự. Xẻng hiệu suất 4. Lượm luôn đi. Ok, như vậy thì enchant sơ sơ thì mình cũng được thêm cái cây cúp xịn nè. Và một cây kiếm thì tạm tạm thôi. Và sau chuyến khám phá thì mình còn nhặt được một cái áo giáp kim cương nữa. Mình sẽ thử enchant coi nó có dòng gì. Bảo vệ khỏi lửa. Mình nghĩ cái dòng này hôm nay mình sẽ cần đến thì mình sẽ enchant luôn nha. Rồi thời gian sắp tới nếu không cần nữa thì mình sẽ gỡ ra rồi enchant dòng khác sau. Ok, có dòng bảo vệ khỏi lửa rồi. Và nhắc đến lửa thì chắc nhiều bạn sẽ nghĩ hôm nay mình sẽ bước qua một cái vùng đất mới rồi đúng không? Đó chính là thế giới địa ngục ha. Ở bên đó thì sẽ rất là dễ mình lọt xuống lava luôn. Thế nên có cái dòng bảo vệ khỏi lửa đó thì mình cũng sẽ tăng cái tỷ lệ sống sót nếu như mà xui rớt xuống lava ha. Chắc bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm một cái cổng địa ngục luôn đi nhờ. Tranh thủ. Rồi, đi xây cổng địa ngục luôn thôi. Mình sẽ xây nó ở xa xa nhà mình một xíu, giữ khoảng cách với nhà mình. Đó, mình sẽ xây ở
Ngay đâu vậy ta? Ngay đây luôn đi. Xây cho nó to to ra xí. Không biết có đủ không nữa. Xây phiên bản cổng siêu to khổng lồ luôn á. Đó. Nhìn hoành tá tràng chưa? Hơi bị bự luôn nha. Đây nè. Quá dữ. Rồi giờ là cỡ nào mình cũng có thể đi qua được rồi. Boom. Yeah, thành công. Và không biết hôm nay khi qua bên bển thì mình có an toàn trở về hay không nữa. Và khoan, trên người mình không có một miếng thức ăn luôn. Mình muốn mang theo một chút táo vàng. Táo vàng đây, hai loại luôn nha. Rồi một chút thịt thịt bò đi, mình còn thịt bò nè. Ok, vậy là đủ rồi. Xô nước thì chắc không có dùng tới nữa nên mình sẽ cất vô ha. Tại dưới đó đâu có đổ nước ra được đâu. Thôi, đi thôi nào. Hy vọng là hôm nay mình sẽ may mắn giống như hôm qua và mang được thiệt là nhiều đồ tốt trở về nhà ha. Và mong rằng mình cũng sẽ xuất hiện ở một chỗ đẹp đẹp nữa để dễ dàng trong việc đi khám phá. Ôi trời đất ơi, hôm nay nhân phẩm của mình nó lên cấp độ cao nhất rồi. Một phát một ngay cái pháo đài địa ngục luôn. Khác gì hết đâu. Quá dữ, quá dữ. Lớn rồi đừng chơi hù nữa nha. Tự nhiên mình nghe tiếng con gì nó rên ấy. Sợ thiệt. Bên đây còn đường không vậy? Ừ, mình sẽ test cái dòng tên là Van Manning ha. Đó, thấy chưa? Cái dòng này đi đâu? Đi mai thì gọi là bá cháy bò chét luôn. Mình đào một cái mà nó ra cái chỗ lỗ to đùng nè. Khủng thiệt. Ồ, cái này là cái lồng spawn của con quỷ lửa. Mình sẽ farm để lấy một ít cái que quỷ lửa ha. Nhưng mà có vẻ nó khá là lâu để xuất hiện á. Thôi, né chỗ đó ra một lúc đi. Ồ, có búa địa ngục nữa nè. Để thêm búa luôn. Cũng như là các linh hồn để về trồng. Rồi, cắt vô. Đi tiếp. Ở đây là quặng gì đây? Magmatic Stone. Wow. Cái này có chế tạo gì không? À, nung ra là được cục magma ha. Dữ đấy, dữ đấy. Mình có thể đi qua đây được nè. Để mình đi qua thử. Trời, cây cúp này đúng kiểu phá làng phá sớm luôn. Đập ra cái lỗ to đùng mà. Phía trên này còn quá trời mấy cái mấy cái hộp gì nè. Để mình lên mình coi thử coi. À, cái này là cái lá hả? Ồ. Ra vậy. Đây là phía trên của cái pháo đài địa ngục ha. Cái pháo đài này mình thấy nó cũng tương đối to đó. Để mình trở lại bên dưới cái đó. Khám phá cho xong hết đi. Ở đây nó có đường xuống lại. Rồi coi nó có cái rương nào không ta? Nãy giờ đi chưa thấy cái rương nào luôn. Có dấu đây không? Đây, có rương. Trời ơi, cho có xác không à. Yên cửa ấy. Ok, cũng được đi. Tạm. Bên đây thêm một cái rương nữa. Có búa địa ngục. Hộp quẹt yên cửa ấy. Ok. Không cho gặp rương thì thôi, mà gặp một lần là gặp được hai cái rương luôn á. Khá là thích đó. Rồi thử rẻ qua hướng bên này. Mình sẽ đi tìm tầm vài cái nữa rồi mình sẽ đi khám phá chỗ khác á. Chứ mình chôn chân ở đây lâu quá thì cũng không có mang lại nhiều đồ. Và đại đội được một viên kim cương đầu tiên trong ngày. Có lý. Gom đủ thì mình sẽ cố gắng làm một cái set đồ kim cương hoàn chỉnh ha. Phải vậy, má viên. Trời ơi, hôm nay có vẻ mình rất là hên luôn ha. Hai cái rương có kim cương liên tiếp luôn. Rồi, ụt, ở đây sao có cái cây đây? Có dấu cái rương nào đây không? Không có. Tưởng đâu có dấu rương đây chứ. Đủ rương chưa nhờ? À, còn đường xuống đó nè. Không biết dưới này còn rương không? Trời ơi, xương đen bắn mũi tên. Thứ gì chú nói? Xương đen đã mạnh rồi còn bắn mũi tên nữa. Bắn hả? Mũi tên có độc quy đờ nhá. Giật mình. Này thì xương đen nè.
tấn công từ xa. Hên là mình phản ứng kịp, không là chết rồi. Này có vàng. Nguy hiểm đấy. Rồi cất những thứ mình tìm được không? Để mình đi qua khúc bên đây coi thử coi. À đây là đi ra khỏi cái pháo đài địa ngục rồi. Ở đây khá là nguy hiểm đó. Nhìn coi còn công trình nào cạnh đây không. Sao mình cứ nghe cái tiếng gì giống như là có ai thủ thỉ vô lỗ tai ấy, nghe sợ thiệt. Không biết các bạn có nghe được giống mình hay không. Nghe sợ sợ sao ấy. Chắc mình phải té thôi. Ở đây khá là nguy hiểm. Té lẹ. Không là cụ đi chân lạnh toát đấy. Không đùa đâu. Sau khi rời khỏi cái cánh rừng Wither thì mình đang tới một cái cánh rừng khác hay sao nè. Mình giống như cảm giác cái này giống như là dùng băng vậy á, nhưng mà dưới địa ngục á. Chỗ này khá là sáng sủa ấy chứ. Đằng này còn có con gì đây? Những khối mắt ma băng. Nè cái này đụng lên mất máu nè. Hơi cẩn thận nha. Đây là Shroom Lion. Dễ thương vậy trời. Nhỏ xíu à, có ăn thịt không? Ây da, ăn thịt không? Không có thu phục được. Ủa có con cường hóa luôn nè. Xịn vậy. Hình như đây là địa hình của... Để mình qua đây mình mới biết được. Cái này tên là dùng. Từ từ. Amber Bot. Cái tên á, cái tên là Amber Bot. Cái lá này mình nhìn sơ qua tưởng đâu mật ong không á, khói mật ong không á. Ủa cái gheo nè. Nhìn giống slime vậy. Mình thử coi. Không biết cái này nó có công dụng giống như slime không ta. Slime thường thường mà nhảy lên nó sẽ tưng tưng á. Không, cái này giống như là cái chất nhầy thôi hả. Khá là hay á. Ui, mất rồi. Mình sẽ làm một cục mình đem về nhà mình chơi. Bỏ vô ba lô. À, đi tiếp thôi. Cái vùng này thì có con gì giống con ruồi hay con đom đóm vậy. Không thấy quái vật nhiều ha. Tính ra hôm nay mình cũng khá là may mắn á. Đi khá là ít gặp quái vật luôn. Lâu lâu mới gặp con mấy con bích linh à. Đằng kia hình như là công trình ở dưới địa ngục hay sao kìa. Khá là cao nha. Nãy giờ đi mới gặp cái công trình đầu tiên á. Ok, băng qua đó và kiểm tra coi đó là công trình gì ha. Không biết là trên đó nó có boss hay là quái vật nhiều hay không. Ui, nó từ dưới lên tít lên trên luôn. Căng vậy. Đi từ từ qua. Mình sẽ xuống đây trước. Đi ở trên mấy cái khối này nè. Mình mà không nhảy là mình sẽ đi khá là chậm luôn. Giống như mình đi trên cái các linh hồn vậy á. Đi cứ chậm kiểu gì ấy. Rồi giờ thì mình đã áp sát cái công trình này rồi. Và chắc mình sẽ... À con này láo. Bắn lén hả? Trời bắn lén nè. Tiễn dòng nó liền. Mình sẽ đi từ từ trên xuống á. Bắt mình lắp đi lên trên xuống. Khám phá ngược. Hy vọng cách này sẽ hiệu quả. Chưa nghe tiếng quái. Mà có đường xuống không? Lên trên rồi có đường xuống không? Không có là mình phải tự mở đường nữa. Ui. Cái này tên là Basin ha. Nó có khối vàng nè. Ai chà chà. Kế bên còn có pháo đài địa ngục nữa. Hủ tiêu nữa. À, mình sẽ đập khối vàng. Lụm. Trời. Bích Linh không bảo. Con nữa cơ. Lại đây tiếp chiêu luôn. Tiếp chiêu. Ôi đứng máy đừng. Trời đất ơi, đứng máy không đúng lúc vậy. Từ từ. Bình tĩnh lên. Ui mình phải tập bình tĩnh nha. Tại vì trong công trình này có những tên Bích Linh hung bạo ấy. Những tên đó là khá là mạnh. Tâm riêu luôn. Mình mà bất cẩn, kiểu như hấp tấp chiến đấu thôi, là rất dễ bị nó giết đó. Bình tĩnh lại. Hiện tại giáp mình cũng tương đối trâu rồi.
cứ bình tĩnh là mình sẽ chiến thắng thôi. Bây giờ mình sẽ khám phá ở dưới này trước á, coi coi nó có rương hay cái gì không. Ui, cái này hình như không có rương hay sao rồi. Dẫn đâu tiếp dưới này vậy? Giống như bị dụ vậy ta. Ui thiệt, bị dụ thiệt. Xuống chống hết cả mặt luôn mà không có rương. Nè, đây cũng vậy nè. Trời đất ơi, bị nó dụ rồi. Vậy là mình không nên xuống ở những chỗ như vậy, nó sẽ không có rương á. Đi chống hết cả mặt luôn mà không có cái rương để mở. Cày thiệt á chứ. Khốn kiếp. Ở đây coi coi có rương không. Hình như hướng này là hướng mình nãy mình xuống hay sao nè. Ồ, nó giống nhau, nó giống nhau. Thôi 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 thôi. Đi lên không xuống đây nữa. Bị vũ rồi. Đổi hướng, đổi hướng. À, hồi nãy mình đi từ hướng kia qua đúng không? Chắc mình sẽ tìm đường đi lên trước. Đây. Lên. Oh no. Sao giống đường cùng với ta. Mình sẽ cất hai cái vàng vô đi. Để hồi mình quên mình đặt làm block luôn là chết luôn á. Nè, đây còn đường nữa nè. Ui da, đập cái lỗ bự. mình lỡ tay đập một phát là nó lủng cái lỗ bự như vậy đó. Ui, đây có cái rương nè. Rương bự. Yeah, có tem táo vàng. Kiếm sửa chữa. Hoa văn mũi heo. Một chút chỉ, một chút sắt. Mũi tên để mình bắn. Một cây kiếm nữa. Hai cây kiếm. Ủa, cái gì vậy? À, cái anh trao đổi ở dưới địa ngục. What? Bốn mảnh vỡ mà đổi được năm cái vụn. Ồ, ngon vậy. Áo bảo vệ năm các thứ nè. Hai cái phôi nail được một cái vật tổ trường sinh luôn. Ôi, vậy là dưới địa ngục cũng có những anh trao đổi giống như vậy ha. Khá là hay đó. Hấp dẫn thiệt sự. Trong tương lai nếu mà mình có tìm mảnh vỡ cổ đại thì mình có thể gặp được những cái anh đó để trao đổi kiếm lời ha. Lời được một tí ít thôi nhưng mà gom gom chắc cũng được bộ mấy, không đùa đâu. Rồi giờ thì khám phá từ từ xuống ngược lại nè. Ê, mình thấy cái gì đây? Đó chính là khối vàng bị giấu. À, như vậy thì trong lava nó còn có vàng nữa nè. Suýt nữa là mình bỏ lỡ một cục vàng to đùng rồi. Giờ phải để ý kỹ hơn mới được. Rồi đi xuống lại coi chứ khúc này nó có dấu rương không. Ui, what the hell, sao ở đây rương bị. Ôi không, cái rương nó bị vỡ kìa. Và mình lượm được một cái mảnh vỡ cổ đại luôn. Ui, biết vậy. Vô tình lượm được một mảnh vỡ cổ đại. Ngon lành cành đào. Bước mà những thứ lặt vặt không cần thiết đi ha. Cất mấy thứ xịn xịn vô. Ngày sắc không cần đâu. Rồi đi tiếp thôi. Bắt đầu mình thấy kiếm chát được chút đồ đó. Xong hướng bên này rồi ha. Giờ thì mình sẽ chuyển sang mình khám phá cái tòa trung tâm cơ. Cái tòa này là cái nhánh phụ thôi. Ui da. Rồi giờ mới qua đây là cái chỗ căng thẳng nè. Theo như mình thấy ở đây nó. Ui, hết hồn đứng trên khối này tưởng đâu ai quýnh. Bên đây là mình thấy nó khá là nhiều quái đây. Giờ đi hướng nào trước ta? Qua đây trước đi, qua đây trước, qua đây trước. Lava không à. Nên đi thì mình phải chịu khó lắp lại đi cho nó an toàn. Đó, 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 bắt đầu nghe những cái tên Bitlin la lên rồi đó. Kìa kìa, nó dưới kìa, nó dưới kìa. Nó đang đi tuần. Tuần hả? Đi tuần mình sẽ tìm nó, thủ tiêu nó luôn. Đập hết. Đập hết. Đập tiếp. Coi coi hướng này có. Ui ui, nó đây. Nó ở đây nè. Thủ tiêu một con. Kìa kìa kìa, mình sẽ thủ tiêu từ xa luôn. Bắn 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 con nào, bắn con này. Ui sao bên kia đông vậy. Ui nó thấy rồi, nó thấy rồi. Một con, mình sẽ bắn cái tên hung bạo trước. Hai mũi. Một mũi nó, một mũi nó. Đủ ba mũi là nó đi liền. Rồi chạy 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 chạy. Bắn xong chuồng, bắn xong chuồng. Dạ gì mà ở lại cho nó tìm ra mình.
Mình phải chơi kế nó mới được. Rồi qua đây. Không có rương nha. Khúc này sao mình thấy không có rương ta? Kìa kìa, ở dưới mới nhiều đồ. Mục tiêu của mình là vô cái chỗ trung tâm á. Vô đó mới hút được nhiều đồ. Chứ khúc này không có nhiều đồ đâu. Mình phải ủ mua làm sao qua bên đó đi ta. Kìa, đứng ở đây mình sẽ bắn lọt khe vô đó. Đấy, tức giận rồi, nó tức giận rồi. Cay lắm nhưng mà đâu làm gì được mình. Ui, con này nó tìm ra được. Được mình thôi. Tìm ra mình sẽ bịt đầu mối luôn. Một con. Kìa bên kia còn con hung bạo nữa cả. Hung bạo. Hung bạo nè, cho người chết. Xong phin. Ở đây còn hai ba con nữa. Bây giờ ví dụ mà mình xuống dưới mình lấy đồ thì nó có bắn mình được không ta? Con này là thấy mình rồi nè. Một con. Hai con. Xuống dưới được chưa? Ui, ở đây còn con. Nó canh giữ ở đây luôn. Canh giữ hả? Rồi. Chuyến này giàu to. Hút bạc rồi. Quá trời vàng. Chặn lava lại. Để con tao nó rớt xuống lava đó. Lụm thôi. Ủa dạ, mấy nhà con kem dung nham. Quá nhiều kem dung nham luôn. Tuyệt lẽ. Để mình còn tiếp tục lướt vàng nữa. Được tới 16 khối vàng lận. Làm giàu dễ ẹt luôn á. Rồi, đợi tiêu diệt mấy con này đi. Rồi chúng ta mới mở rương ha. Có giáp kim cương. Hai cái mảnh vỡ của đạn. Ui. Mấy con nhỏ nhỏ này nhưng mà nó đánh mình vẫn được ấy. Nên phải lưu ý. Rồi. Giết hết. Thiệt luôn mấy con nhóc nhỏ này cứ làm phiền. Có thêm chút vàng nè. Thạch anh. Ok. Như vậy thì cái chỗ đồ xịn nhất đã được mình loot rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ thử kiểm tra xung quanh đây coi. Nó còn thêm đồ không? Còn thêm rương không? Để mình loot nốt luôn. Để không thôi bỏ ổn. Mình có dạo quanh cái chỗ hồi nãy nhưng mà có vẻ không có gặp thêm rương ấy. Nên mình đi thêm một đoạn thì gặp ở đây nó có một cái chỗ khá là giống chỗ của những tên cướp dân làng á. Nhưng mà đây là dưới địa ngục nên mình nghĩ đây là chỗ cướp của những tên Bích Linh. Nó còn treo bên kia hai cái đầu xương đen nữa kìa, máu chiến chưa. Ôi nó còn có những con bò gì nữa kìa. Ghê bay. Ui nó còn có những con gì vậy? Ây ui. Ủa đây là cái con quái vật gì đây? Con này là con trai đồ. Ôi da. Ui u con. Đó là một con quái vật. Con hình dạng giống như cái khối này nè. Cái khối đá ba gian ấy. Nó chọi cái con gì nhỏ nhỏ vô mặt mình để cho nó tấn công mình. Láo tét thiệt. Nó xuống. Tới công chuyện rồi. Bắn hả? Thích đánh nhau không? Vô, một mình ta chấp hết vô. Đại ca, kêu đại ca cất ngươi ra đây. Vô. Dạ, dám nói cái. Bắn cùng nè. Mình sẽ thử mấy tên bắn xa trước. Rồi, các ngươi đợi đấy, ta hồi máu cái đã. Đợi tan xíu, đừng có vội. Vô. Đừng có ỉ đông là ta sợ hả? Nhầm người rồi mấy cưng. Hôm nay mặc giáp kim cương xong hơi bị chiến. đụng là quất thôi chứ không có chạy như mấy bữa trước nữa. Vô đây. Có khiên đỡ luôn nè. Ui, cầm kiếm. Nó bắn chết đồng đội nó luôn mà. Đúng là best đồng đội. Đồng đội top là đây. Rồi mình xin nha. Xin hai cái đầu xương đen. Đỡ phải đi farm. Quá sai đã. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi. Ui, bên đây còn hai cái đầu nữa. Vậy là mình có tổng cộng là 4 cái đầu xương đen free luôn. Không làm mà vẫn có ăn là đây chứ đâu. Rồi, nói gì thì nói thì mình vẫn xin trước ha. Lấy 4 cái này, cất vô bỏ túi trước. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong cái chỗ này. Ủa sao nó lại xuất hiện thêm nè.
Hình như ở cái chỗ này thì cái tỷ lệ xuất hiện những tên bích liên á, nó khá là cao luôn. Cứ tầm 1 phút là nó sẽ xuất hiện một đợt á. Nên chắc mình sẽ đánh chiếm nhanh đi rồi chúng ta còn đi chỗ khác nữa. Ủa có rune nè. Wow, sao mấy tên này nhiều thật vậy, nó giết đồng đội nó để vô đây à? Sao nhiều thịt heo vậy? Cung chậm hỏng các thứ. Lượm đi, có gì ghép ép vô kia cung mình. Ồ, hình như có tên pháp sư. Mình mới nghe tiếng của cây gậy phép của nó. Trên này hả? Có không? Ủa, có rương nè. Có thêm vàng. Mũi tên. Thịt heo chín luôn. Còn giống còn cái rương nữa nè. Khối vàng. Wow. Ngon vậy, xuyên thủng luôn nè. Cái nỏ xuyên thủng là mình bắn xuyên được nhiều con hả? Và một cái cung vô hạn. Có thêm sức mạnh 3 luôn. Thời tới rồi. Đây rồi, đôi giày. Bây giờ mình sẽ tạm thời mình bắn cho hết những cái mũi tên đi ha. Chờ khi nào còn một mũi thì mình sẽ chuyển sang cái cung vô hạn dùng sau. Lòng. Tại vì dù sao sức mạnh 4 nó cũng mạnh hơn sức mạnh 3 một tẹo ấy. Nên mình muốn dùng nó thêm một lúc nữa. Rồi lấy cái cờ hiệu mang về luôn. Để làm kỷ niệm chiến tích sau khi đánh bại tòa tháp của những tên ma heo cướp bóc ở dưới địa ngục ha. Ở công trình này chắc đã hết rồi đó. Để mình thử coi ở dưới này còn đường xuống không. Nó không còn đường xuống dưới nữa. Nên chắc mình sẽ đi hướng khác thôi. Nè, nó lại xuất hiện thêm nè. Nhanh thiệt sự. Kìa. Nó lại xuất hiện thêm rồi. Cái con quái vật Bazan này, mình kêu nó là con quái vật Bazan cho dễ nhớ ha, tại vì nó là cục đất Bazan này, cục đá Bazan nè. Nhìn đúng ghê luôn, nó bị gù lưng á. Và khi lại gần thì nó sẽ chọi cái con gì chút ép à vô mặt mình để nó tấn công mình á. Đó là cách tấn công của nó. Khá là dị hợm ha. Nè. Con này là Basal Giant. Ủa con này thì thân thiện, con hồi nãy thì hung dữ mà con này thì thân thiện. Ở đây còn có quặng gì đây? Basal Redstone. À cái này là cái quặng Redstone hả? Wow. À vậy. Vô tình làm được Redstone. Cái này là sắt. Ồ nó cũng khá là giống bên thế giới thường của mình á. Có hai con Basal Giant xuất hiện kế bên mình luôn nè. Con này mà không biết mình có thu phục. À không thu phục được. Vậy là nó sẽ có hai loại, một loại hung dữ, một loại hiền ha. Ồ, ra là vậy, giờ mới biết luôn. Hôm nay thì mình có một cây cúp mới, có cái dòng VN mình thấy khá là đặc biệt luôn. Nên mình sẽ tự đặt cho mình một cái thử thách là thử thách 1 phút 30 giây đi ha. Mình sẽ thử trong 1 phút 30 giây thì mình có tìm được một cái quặng kim cương bằng cách đào VN Mining này hay không nha. Mình khá là hồi hộp luôn. Giờ thì chắc bắt đầu luôn nha. Nhưng mà khoan, để mình đi đào sâu xuống xí cái đã. Xuống tầng 11 đi. Tầng 14 á nè. Đào xuống thấp tí nữa. Đây tầng 11. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái thử thách VN Mining trong 1 phút 30 giây. Coi có tìm được quặng kim cương nào hay không nha. Chuẩn bị thử thách. Ui, trời, anh này xuất hiện nữa. Đổi gì đây? Ở cúp chậm hỏng. 5 cái đầu rồng đổi một cái cúp giá tài 5. Trời đất ơi, giá tài 5. Cứ vậy chưa nổi. Ui. The Blue Moon Rise, you feel luck. À, hôm nay là đêm mặt trăng xanh nên mình sẽ có thêm dòng may mắn nè. Hy vọng nó sẽ búp cho mình trong cái thử thách này ha. Rồi, thử thách 1 phút 30 giây, bắt đầu. Đào hẳn thôi. Đừng có đào xuống nữa. Đừng. Đào về phía trước đi. Câu hỏi của mình chỉ là 1 phút 30 giây thôi. Cố lên nào. Ui da, sao nó cứ đào xuống dưới hoài vậy. Mình cần kim cương. I need kim cương. Đào cổ chắc mình xuống bedrock luôn á. Chưa có nè. Vẫn chưa này. Rồi mình nghĩ. Yes, thành công. Và theo như thử thách thì mình 1 phút 30 giây đúng không? Mình thì chắc tầm
một phút á, cỡ cỡ đấy. Mình không có bấm giờ kịp nhưng mà nói chung là khá là nhanh để tìm ra được kim cương á. Đấy, easy, tìm kim cương liền. Cái cúp quá là xịn đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ đào thử coi coi. Cái này hình như là 4 quặng á. 1, 2, 5. Wow. 5 quặng kim cương. Bam. Yeah. Tìm kim cương siêu siêu nhanh luôn á. Cái cúp này quả thật rất là tốt luôn. Kìa, lên trên thì mới thấy hôm nay là mặt trăng xanh thiệt. Nó có màu xanh á. Vậy là sẽ có hai loại. Thứ nhất là mặt trăng máu mang lại sự xui xẻo, kiểu như là chết chóc các thứ. Còn mặt trăng xanh là sẽ mang lại sự may mắn cho mình ha. Quá tuyệt vời, hôm nay là một ngày tràn đầy sự may mắn của mình luôn. Nói chung á, thì sau chuyến khám phá địa ngục, mình thấy địa ngục có rất là nhiều thứ giá trị cho mình mang về ha. Và trong tương lai sắp tới, thì những chuyến khám phá ở những vùng đất mà cần đi xa thì chắc mình sẽ dẫn theo bé Rồng ha. Để bé Rồng dẫn mình đi. Thứ nhất là vừa đi nó đỡ tốn thức ăn nè. Và mình cũng có thể khám phá những công trình cao nữa. Mong rằng là vậy ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.